sức mạnh tối thượng của Fire, Fire Blaster cũng là chiếc gear cuối cùng mà anh sở hữu, mang hình dạng là một chiếc vali với biểu tượng kết liễu của Fire trên đó. Sau khi anh cắm chiếc Fire Phone vào, nó sẽ thức tỉnh vệ tinh của Smart Ren, truyền nguồn năng lượng photon khổng lồ từ ngoài không gian vào người của Fire, khiến nó tràn ra bên ngoài của cơ thể anh để tạo nên Fire Blaster. Cơ thể của anh được phủ bộ giáp hoàn toàn mới, với những đường rãnh đã mất đi photon chuyển hóa thành màu đen, còn nguồn photon khổng lồ được truyền từ chiếc vệ tinh đã tạo nên màu đỏ thẫm của Fire Blaster. Đôi mắt của anh vẫn màu vàng, cũng như những biểu tượng ký tự vàng kim được xuất hiện trên phần ngực của Fire, kèm với đó là một phần vũ khí hỗ trợ được gắn vào sau lưng. Với nguồn sức mạnh khổng lồ tràn khắp cơ thể, đây là form mạnh nhất của Fire, đến cả tên Dragon Ophanot. Tên Ophanot có thể coi là hùng mạnh bậc nhất lúc đó cũng chẳng phải đối thủ của anh. Sức mạnh kinh khủng này chỉ được anh sử dụng vài lần, nhưng những lần đó đều để lại những ấn tượng cực mạnh cho kẻ phải đối mặt với anh cũng như người xem. Phần vũ khí hỗ trợ mới được gắn trên vai của Fire Blaster là một bộ phận Z-Bat. Nguồn năng lượng photon khổng lồ được đẩy ra, Z-Bat này giúp anh có khả năng bay lượn trên bầu trời. Anh cũng có thể sử dụng nó để tấn công bằng cách xoay hai ống xả lên trên vai của mình để tạo thành hai khẩu pháo tự hành trên vai. Chiếc vali Fire Blaster cũng sẽ kích hoạt để tạo thành vũ khí với hai chế độ. Wrecker sẽ cho anh một vũ khí là một thanh gươm dài với nguồn năng lượng trên phần lưỡi kiếm giống với Fire Edge nhưng với quy lực khủng khiếp hơn nhiều. Nó cũng sẽ kích hoạt một đòn tất sát hoàn toàn mới. Anh lao lên không trung và với tốc độ khủng khiếp của mình tấn công kẻ thù bằng một nhát chém xuyên phá chúng cũng như những vật thể xung quanh. Buster Moth Blaster trở thành một khẩu pháo, quy lực khủng khiếp mà khẩu pháo này mang lại. Nó có quy lực lớn hơn Firephone vô cùng nhiều và cũng có thể kích hoạt đòn tất sát để tạo ra một vụ nổ năng lượng giải phóng từ khẩu pháo hủy diệt này. Đòn tất sát Crimson Smart của anh cũng được đổi tên thành Blaster Crimson Smart. Anh vẫn như vậy lao lên bầu trời bằng động cơ Photon Field. Những kẻ thù thật sự hứng chịu của Rider Kick này chỉ có King Ophanot lẫn Commander Oga. Sức mạnh của nó thể hiện rõ nhất trong trận chiến với Oga. Nguồn năng lượng photon khổng lồ không tạo thành một mũi khoan mà nó được giải phóng xung quanh Fire khi va chạm với kẻ thù. Nó giống như một lưỡi cưa phăng tất cả mọi thứ. Trong tập phim đó là cắt đôi cả sân vận động với nguồn năng lượng photon khổng lồ được tạo ra từ cú Rider Kick phá hủy tất cả mọi vật thể xung quanh.